Liên quan đến chuỗi lây nhiễm này, thì vào ngày hôm qua, ngày 16 tháng 7, quận Liên Chiểu đã truy vết thêm 136 trường hợp F1, nâng tổng số F1 đã được truy vết lên 243 trường hợp. Hiện nay thì tất cả các F1 đều đã được cách ly tập trung tại khu ký túc xá phía Tây của thành phố. Ngành y tế và các phường cũng đã truy vết thêm 329 trường hợp F2 và 67 F nguy cơ. Đến nay, quận có tổng số gần 2.200 trường hợp F2 và F nguy cơ, tất cả đều đã được can thiệp y tế phù hợp. Liên quan đến các ca bệnh và các điểm nóng phát sinh, quận Liên Chiểu cũng vừa lấy mẫu xét nghiệm thêm cho gần 7.300 người.